1001 câu chuyện. Xin chào các bạn nhỏ thân yêu. Ngày hôm nay thì chị có là những cái sách tranh cào thang nè, 5.000 đồng một sách, mua ở shop HPB rất là dễ thương. Chị sẽ mở ra cho các bạn xem nha. 5.000 đồng. Ở bên trong nè, nó sẽ có là một cây tăm để cho chúng ta cào thang, một bức tranh, hai bức tranh, ba bức tranh, 4, 5, 6, 7, 8 bức luôn. Này các bạn xem nha, 8 bức rất là đẹp, tha hồ cho chúng ta cào thang. Lật qua bên đây, chúng ta lại còn có thể chơi tô màu nữa nè. Wow, những cái hình này rất là xinh luôn. Chỉ có 5.000 thôi. Đây, chị mua tới 4 sách luôn. Chị sẽ khui tiếp coi cái này có khác không nha. Wow, chú voi đang tưới nước nè. Một con chim đang hút nhị hoa. Máy bay, con nai. Rồi con chim trên vườn hoa. Một ngôi nhà, một bạn gấu. Và một con cá chép nữa. Rất là dễ thương ha. Tất cả nè đều rất là khác nhau luôn nha các bạn ơi. Lật qua bên đây. Wow, những bức tranh cũng khác nữa nè. 5.000, chơi rất là vui. Tiếp tục, chị sẽ khui tiếp cái hình bánh sinh nhật. Đây là môn nè các bạn. Đây đâu đây? Máy bay, quả bí ngô. Wow, cái này thì bánh kem và nó có cả những phần quà nữa nha. Rồi một mâm trái cây có nho, táo. Rồi một bạn học sinh nè. Đây, đó, bánh kem nữa. Các bạn xem ha, rất là đẹp luôn như thế này á. Và đây còn một sách nữa nè. Nhưng mà sách này đó là chị đã chơi dở rồi ha. Tổng cộng là 8 tấm. Nhưng mà chị đã chơi rồi nè. Đó, chị đã cào ra được một bạn gà dễ thương. Hai người bạn ngồi trên cái mặt trăng. Một cái ngôi nhà có ống khói. Một bạn nai chạy trên cầu vòng là được 4 tấm. Còn lại nè, sóc con cáo, một cái xe tăng và con gà con và những cái quả trứng rất dễ thương. Bây giờ thì chị sẽ cào lại cho các em xem ha. Xem thử coi cái bộ trò chơi tranh cát 5.000 này nó dễ thương như thế nào. Và bây giờ đầu tiên thì chị sẽ cào hình bạn sóc nha. Bạn nào đang có tranh cào thang thì sẽ cùng cào với chị ha. Còn nếu không có thì hãy đặt mua ở shop FGB, số điện thoại 0937899707 để cùng chơi cào thang với chị nha. Và chị sẽ có một cái cách chơi rất là khác luôn. Chúng ta sẽ cào từng phần một như thế này. Cào hết cái chỗ màu trắng thôi nha. Đây, nè các bạn chú ý. Đó, chị không cào lem ra bên ngoài như người ta cào. Đó, thì chị sẽ cào cẩn thận theo những cái đường vẽ. Đó, một cái đuôi màu hồng. Màu hồng mà lại có viền cầu vòng nha. Tiếp theo ô này thì các bạn đoán là màu gì? Chị đoán sẽ là màu xanh lá. Cào ra xem. Wow, chị đã sai rồi. Đó là màu vàng nha các bạn ơi. Đó, ngay chỗ mấy cái viền đó thì các bạn cào cẩn thận nha. Rồi, tiếp theo ở dưới đây là màu gì? À, chị đoán là màu tím. Bởi vì sao? Ở đây nè, chị thấy có một chút xíu màu tím nó hiện ra rồi. Thử coi đúng không nha. Chị đoán màu tím. Yeah. Nhờ sự ăn gian mà chị đã đoán đúng rồi. Các bạn đừng ăn gian giống chị nha. Thật ra là chị không cố tình ăn gian đâu. Bạn nào mà đang có tranh cào thang thì cào chung với chị cho vui nha. Rồi bây giờ là không ăn gian nè. Chị đoán ở đây một lần nữa. Màu xanh lá. Ôi màu cam mọi người ơi. Tại sao màu xanh lá của chị nó lại không xuất hiện ta chứ? Màu xanh lá đẹp mà ta. Cái con sóc này sao không chịu nhuộm cái đuôi màu xanh lá vậy hả? Ô này sẽ là màu xanh lá. Ôi xanh dương. Tại sao lại như vậy ta chứ? Có 5.000 mà chơi vui ghê. Đáng nãy giờ trật lớp không mà không có cái màu xanh lá gì hết. Nhưng mà chị chưa bỏ cuộc đâu nha. Bây giờ theo các bạn là cặp mắt của con sóc sẽ là màu gì? Theo chị nó sẽ là màu xanh lá. 1, 2, 3. Trời ơi chị lại sai nữa rồi mọi người ơi. Con sóc mắt của nó là màu đen và màu trắng. Mà chị ngáo thật. Tại sao lại có cái màu xanh lá được cơ chứ? Không hề có màu xanh lá luôn. Không hề luôn. Và màu trắng, màu đen. Có khi nào con mắt ở bên đây nó sẽ là màu xanh lá luôn. Không rồi, không rồi. Vẫn là màu hồng. Rồi bây giờ cái mình của con sóc á thì chị đoán nó chỉ có một màu thôi. Và đó cũng là màu xanh lá luôn. Các bạn hãy cùng chị xem thử coi màu xanh lá của chị có xuất hiện ở trên cái thân của con sóc này không nha. Chúng ta bắt đầu. Hồi hộp quá. 1, 2, 3. Chị thật là ngáo chứ. Đó, cái này nó màu hồng mà chị không chịu đoán nó màu hồng. Miệng màu đỏ này các bạn. Vui không mấy bạn? Yeah. Ôi cái lỗ tai nó khác nè mọi người ơi. Chị tưởng nó là màu hồng giống nhau hết. Thì ra lỗ tai của nó sẽ là màu hồng đậm hơn nha. Ui lại có xanh.
xanh. Ý, có một chút xanh lá đây rồi. Dạ, có một chút xíu màu xanh lá ở đây rồi. Đây nè, tí xíu à. Kệ, cũng có vui vui. Chưa bao giờ có ai như chị luôn đấy. Không chút được chút xíu, chị chút được một chút xíu thôi. Bực quá, bực quá, bực quá, bực quá, bực quá. Chị sẽ cào, 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 cào. Cào ra thấy đẹp quá hết bực. Sao? Yeah, bé sóc khá là đáng yêu. Tiếp theo thì sẽ có là con chuột, máy bay, đàn con gà. Hai chị thích mấy bạn gà quá. Chị sẽ thu con gà con. Và chúng ta sẽ tiếp tục tô nha. Chị sẽ đánh cái này nữa nhé. Cái vỏ gà, vỏ trứng thì sẽ là màu trắng. Chị đánh vậy đó. Trời ơi. Ấy, bình thường mình đi ra chợ muốn trứng là cái trứng nó màu trắng. Mà sao bây giờ trong đây nó lại màu xanh nhờ. Ấy. Sao ngày hôm nay chị lại xui như thế. Chị cũng rất là vui nha. Các bạn thử mua tranh cờ thang về và thử cào xem cái nào nó có giống nhau không nha. Đó, màu trắng thì nó lại thành màu xanh. Tiếp đến con gà dĩ nhiên sẽ là màu vàng rồi. Cái mỏ màu đỏ chắc chắn. Ôi trời ơi, cái mỏ đỏ con gà màu vàng luôn gì. Ngầu quá. Chị đã đoán đúng rồi. Những con gà con lông tơ nó rất là mềm mại luôn nha. Nó tròn quay như là một cục bông vậy đó. Miệng của nó nhỏ chúm chím kêu chíp 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 rất là dễ thương luôn nha. Bàn chân của nó nhỏ 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 nhỏ. Và khi mình cầm nó trên tay á, chị rất là thích luôn. Dễ thương lắm. Nhà chị có đàn gà con á, một bay luôn. Nó đi theo mẹ nó kiếm ăn. Vui lắm. Nó chạy lon ton lon ton lon ton. Trời mưa hoặc lúc nào lạnh nó sẽ chui vô bụng của mẹ nó để giữ ấm, để mẹ nó sẽ sưởi ấm cho nó. Rồi tiếp đến là một bạn gà con trên đây và một bạn gà con trên đây. Bạn ở đây hả, nó đã có cái màu cam rồi. Chị đoán nó sẽ là màu cam. Hên quá, nó bị trầy sơ cho nên là mình đoán đúng y luôn nè, thấy chưa. Dễ thương quá ha. Các bạn có thích gà con không? Cái mỏ của nó dụi vô cái tay mình, nó mổ mổ nhưng mà không có đau nha các bạn. Bởi vì cái miệng của nó lúc này á, nó rất là mềm. Và em đó là chỉ mổ để mà tìm hiểu thôi, chứ em chưa có biết mổ tìm ăn nhiều, cho nên là em mổ không có đau. Xong. Rồi, tiếp đến là một bạn này nữa nha. Bạn này cái vỏ trứng chắc là màu xanh luôn đó. Đúng rồi. Tại vì cái trứng kia màu xanh, chẳng lẽ trứng này màu khác. Và các bạn đã từng thấy con gà nó mới nở chưa? Nó dùng cái mỏ nhỏ nhỏ, cái chân xinh xinh của nó gõ gõ vô cái trứng, là cái trứng nó bể ra nè, nó vươn vai, nó đứng lên nè. Và bây giờ các bạn đoán xem con gà màu gì? Con gà đã nở thì màu vàng, con gà biết đi thì màu cam. Như vậy thì nó sẽ là màu vàng nhạt. Ồ, nó màu cam đậm các bạn ơi. Thấy thương quá à, sao con bé này không có mắt. Nó chưa mở mắt đó các bạn ơi, nó còn nhắm lại đó, cho nên không có thấy cái mắt đen của nó luôn. Nó ngồi ở trong cái quả trứng nhìn dễ thương ha, nhìn đáng yêu ha. Thích gà con thì nhớ bấm like cho video này nha. Xong rồi, tiếp theo thì tô nó hết luôn nha. Sẽ tô hết luôn, chịu không? Tô như thế này, đó, nó màu nâu, màu xám, mắt màu vàng. Đó, tô như thế này thì rất là nhanh các bạn. Bên ngoài của nó thì sẽ là màu galaxy, cầu vồng. Wow. Chín 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 chín. Ai sẽ cào nhanh hơn ai đây? Ai sẽ cào nhanh hơn ai đây? Cào thang, cào thang, cào nhanh, cào nhanh, chúng ta cào nhanh nhanh nhanh. Xong rồi nè. Mình là chuột chứ không phải là cáo đâu nha mấy bạn ơi, chị đoán sai rồi. Cuối cùng một chiếc xe tăng. Đó, chiếc xe tăng này chúng ta sẽ cào theo cách nào? Chúng ta sẽ cào cái bánh màu xanh lá. Không hề xanh lá luôn nha mọi người. Bánh màu xanh và màu tím. Bây giờ chị sẽ cào theo cách là A vẽ bùa. Đó, vẽ nè. 1001 câu. Mình sẽ ghi tên đầu lên từ từ ha. 1001 câu chuyện. Rồi mình sẽ ghi tiếp. Tranh cào thang 5K xe. Chị
trào vậy thấy được không các bạn? Thấy pháo đó, đúng không? Sau đó thì chị sẽ vẽ nhanh lên sóc con cao con gà con đang chờ ta cứu nè. Cào thang cào nhanh cào nhanh, chúng ta cùng cào thang nhanh, chúng ta cùng cào thang nhanh, cào nhanh. Xong rồi nha. Đây, một chiếc xe tăng đang chạy trên cầu vòng. Đây, như vậy chị đã cào được một cái xe tăng nè, một con chuột nè. Sau đó là còn có quả trứng. Quả trứng thì ở đây chị sẽ vẽ thêm là cỏ nha. Đây, rồi ở đây thì chị sẽ có một con giun, nhưng mà con gà chưa biết ăn. Rồi, ở đây sẽ vẽ thêm những cái trái tim, vì con gà dễ thương quá. Các bạn không cào ra hết, các bạn để giống chị nè. Sau đó mình vẽ thì nó sẽ rất là dễ thương ha. Vẽ thêm những bông hoa. Yeah, đẹp quá. Có 5.000 đồng thôi, chơi vui. Ê, là vui luôn, thấy không? Rồi, tiếp đến thì là bàn sóc nha. Bàn sóc thì chị sẽ vẽ một cái trái dâu. Các bạn đó đang hái trái dâu nha. Rồi, hoặc là các bạn đó cũng sẽ đang ở trên những đám cỏ, những bông hoa trên đường đi, dễ thương không? Còn ở trên đây thì chị sẽ ghi 1.001 câu chuyện. Các bạn có thích những bức tranh cào thang này không? Chỉ có 5.000 đồng thôi. Chúng ta cào được 4 bức nè. Còn trước đó là chị đã từng cào ra là 4 bức như thế này nữa. Đây ha, chị cào chị chừa lại con nai nè. Đó, chị cào bên ngoài thôi, chừa con nai và vẽ những vòng tròn. Hoặc là chị chỉ vẽ, đó, chị chỉ cào những cái lằn màu trắng thôi. Đó, nhìn nó cũng rất là dễ thương luôn. Ở đây mình có thể trang trí thêm là những ngôi sao, những đám mây. Rất là dễ thương nha, chỉ có 5.000 thôi các bạn. Mặt khác, chúng ta lại còn có thể tô màu nữa nè. Đó, ở đây là chị chưa chơi tô màu ấy nha. Ngôi nhà nấm dễ thương nè, lâu đài nè, cô gái ngồi trên cái nấm. Đó, wow, tất cả đều rất xinh đẹp, chỉ có 5.000 đồng thôi. Mua về chơi nha, shop FTV 0937899707 gọi để đặt hàng. Còn bây giờ thì bye bye, đừng quên bấm like và đăng ký thông tin kênh 1001 câu chuyện. Yêu các bạn rất là nhiều, chúc các bạn có được những trò chơi sáng tạo, tô màu rất là tuyệt vời như thế này. Còn bây giờ, bye bye.